gửi tao của 10 năm sau. Tao cá là mày đang khá bận bịu với cuộc sống hiện tại, tới mức quên đi cả niềm đam mê của bản thân đúng không? Tao có thể tưởng tượng ra được mày đang cảm thấy bí bách và muốn tìm một sự giải thoát. Và tao tin khi mày tìm được cuốn sổ này, thì những gì tao gửi gắm vào đây sẽ giúp mày tìm lại con người mà mày đã quên. Mày có nhớ mày đã từng rất đam mê nhiếp ảnh không? Tao và mày đã từng rong ruổi trên khắp các con phố, cùng chiếc máy ảnh bắt lại những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Đó là người đàn ông vô gia cư với gương mặt khắc khổ ngồi bên hè. Đó là ông bác già đang tìm cách qua đường. Hay một người đi xe đạp tình cờ đi ngang qua khung ảnh. Đó cũng có thể chỉ là một góc nhỏ gợi nhớ về quê hương nơi xứ người. Ban đầu đối với chúng ta, nhiếp ảnh đơn thuần chỉ là lưu lại khoảnh khắc. Nhưng dần dần, ta và mày đều nhận ra nhiếp ảnh không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi lần bấm máy và một lần mày gửi gắm tâm hồn mình vào trong những bức ảnh, sự ngây thơ của một đứa trẻ. Sự mong mỏi chờ đợi một điều gì đó. Đôi khi đơn giản chỉ là một sự bình yên. Thế giới tĩnh của nhiếp ảnh cho chúng ta thấy được những khoảng lặng trong cuộc sống luôn chuyển động. Mỗi một phút trôi qua, một góc khuất trong tâm hồn của chúng ta lại được mở ra. Hay nói một cách đơn giản, mỗi bức ảnh chính là một phần của hành trình khám phá bản thân mình. Nếu một ngày nào đó mày có lỡ quên mất con người thật của mày, thì tao mong rằng sau khi đọc được những dòng nhắn nhủ này của tao, mày sẽ nhớ rằng luôn có một cách để mày thoát ra khỏi cuộc sống bộn bề của một người trưởng thành, trở về với bản chất vốn có của mình là một thằng trẻ con luôn thích thú khi được nhìn cuộc sống qua lăng kính máy ảnh. Những năm tháng tuổi trẻ được sống và đam mê sẽ luôn là quãng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời. Tao hy vọng mày sẽ nhớ lại và trân trọng những khoảnh khắc được là chính mình mỗi khi nhìn vào chiếc máy ảnh. Một người bạn đồng hành tri kỷ. À, tao quên mất. Nhớ dạy cho con mày sau này cũng biết sống với đam mê và con người thật của mình nhé. Thân, tao của 10 năm trước.